trân trọng gửi tới các bác mẫu xe Hyundai Verna nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá, đời 2008 bản đủ, đời rất là cao, giá thành hợp lý, chỉ có hơn 100 triệu thôi, hơn 100 triệu ít thôi, các bác có thể là mua được mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc này rồi, mẫu xe Hyundai, mẫu xe mà được rất là nhiều người tin dùng bởi vì nhanh, tiết kiệm. Đặc biệt là cái dòng này nó rất là bền các bác nhá. Phụ tùng thay thế sửa chữa nó rất là dễ và rất là rẻ. Form dáng sedan 2 đầu. Đấy, 4 kính điện các bác nhá, chứ không giống như là một số những mẫu là chỉ có 2 kính thôi. Đấy, mẫu này của em nó là 4 kính điện. Đấy, có màn hình, có cam nùi. Đấy, và có đây các bác thấy này, có túi khí này. Đấy, có túi khí nhá. Vô lăng của xe vẫn còn đẹp, không bị mòn. Và chìa khóa khiển nguyên zin theo xe. Ở chỗ này thì chủ xe trước cũng đã được độ lên một cái đèn rất là sáng, đèn led rất là sáng khi đi ban đêm. Và mẫu này thì chủ xe trước cũng đã được độ lên một bộ Narang đúc, nhìn rất là khỏe khoắn, đúng không ạ? Nhìn rất là khỏe xe, các bác thấy này. Và một dàn lốp của xe thì vẫn còn tương đối là dày, vẫn còn khá là dày, khá là dày các bác nhá. Tôn vỏ của dòng này nó cũng sẽ dày hơn so với lại một số những cái mẫu như là Kia Morning hay là Hyundai i10 hay là đặc biệt là những cái dòng xe như là Vios. Tôn vỏ dày hơn các bác nhá, chắc chắn hơn, dày hơn, chạy đầm, chắc và bốc khỏe hơn đối với dòng xe Vios. Tuy rằng động cơ của xe thì máy chỉ có 1.3 thôi. Đấy, máy 1.3 nhá. Mà lại nó lại là ít xăng hơn Vios rất là nhiều. Đấy, mà nó là ít xăng hơn Vios các bác nhá. Ít xăng hơn đấy ạ, vì máy của nó chỉ 1.3 thôi. Vios thì nó là máy 1.5 đúng không ạ? Đăng kiểm của xe còn đến tháng 9 năm 2021 này. Đến tận tháng 9 đúng không ạ? Lốp khá là dày. Một bộ vành nhìn rất là chất, nhìn rất là thể thao. Sơn xi sạch sẽ. Sơn xi sạch sẽ gọn gàng. Tôn vỏ xung quanh của xe là không bị bả man tít. Vỏ kêu loang quang luôn. Đèn trước đèn sau của xe rất là sáng, các bác nhìn đây đúng không ạ? Nhìn thấy rồi. Với form dáng sedan 2 đầu, mình để đồ phía sau rất là thoải mái luôn. Đấy, các bác về mình mua về đi làm này, hoặc là mua về chạy dịch vụ cũng rất ok đối với mẫu này. Vì là một mẫu rất là tiết kiệm này, rất tiết kiệm và chi phí luôn. Phụ tùng thay thế, đồ đạc sửa chữa thay thế rất là dễ và cực kỳ là rẻ đối với mẫu xe Hyundai Verna này các bác nhá. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết này. Với lốp sơn màu bạc thì chủ xe trước cũng đã được dán lên bộ tem và nhìn nó sẽ chất hơn và nhìn nó mang phong cách khỏe khoắn hơn, đúng không ạ? Có đôi chút mang tính chất thể thao. Đấy. Sơn xi sạch sẽ nhá, form vỏ led căng. Kính của xe được bọc dán rồi. Vào những ngày cuối năm thì em sẽ tranh thủ và quay giới thiệu các bác cho mình xem một số những mẫu nữa. Còn rất là nhiều xe các bác nhá, gần 100 mẫu xe nữa để cho các bác nhà mình đến xem và tham khảo luôn. Các bác mình thích mẫu nào thì cứ alo. Đợt này đợt cuối năm này đấy ạ. Bên em sẽ giảm giá cho các bác mình đối với một số những cái mẫu mà hiện tại đang có ở bãi các bác nhá. Nãy tí thì cũng bán luôn. Các bác cứ nhấc máy lên và gọi điện cho bên em để được chốt các bác nhá. Thỉnh thoảng em sẽ làm một buổi live, buổi live stream đấy ạ, live stream, live trực tiếp về bãi xe để các bác nhà mình tham khảo lựa chọn. Video này thì em chỉ làm riêng về chiếc xe Hyundai Verna này thôi. Đấy, các bác thấy này, có kêu long quang luôn này, đúng không? Các bác mình đi từng đi dòng xe này rồi thì chắc chắn là mình cũng sẽ hiểu hơn ai hết chất lượng của dòng xe này, đúng không ạ? Đấy, sơn xi sạch sẽ nhá, có cả đuôi gió phía sau luôn. Các bác đang thấy thì video em đang quay chi tiết để các bác mình xem. Vừa rồi thì em quay sơ rồi, đúng không ạ? Em quay sơ qua rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết này. Quay gần, quay sát để cho các bác ngắm luôn. Xe biển 14 tên tư nhân nhá. Mình sang tên bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào khi bác cần. Bên em hỗ trợ đầy đủ cho bác.
và có thể là mình có thể là làm công chứng đi được rồi, có thể là mình làm sang tên. Cái keo chỉ cánh cửa xe đây nhá. Đấy, tắp đi tắp lô xe, cái phần nhựa nó còn khá đẹp. Đấy, cái lối nhựa gai nhựa nó còn nối lên khá là cao, bị mòn. Đấy, có gương kính chỉnh điện nhá. Đấy, gương kính của xe được điều chỉnh điện nên loa check này. Và trước này thì các bác về mình cũng dọn sơ qua một vài thứ ở phần nội thất bên trong. Thì em cũng sẽ giới thiệu luôn ở trên video này. Ví dụ như cái gioăng này nó hơi bị sờn tí này. Cái gioăng này hơi sờn tí đúng không ạ? Bây giờ mình vệ sinh một chút. Ví dụ khu vực này nó bẩn này, bước ra bước vào hơi bẩn một chút đúng không ạ? Đấy, em sẽ chỉ cho bác luôn một số những cái thứ cần dọn nhá. Nhưng mà toàn những cái thứ không đáng bao nhiêu tiền cả. Còn những cái cơ bản của xe thì ok rồi. Cái cơ bản là mình về thì không phải dọn. Còn thì dọn mấy thứ sơ sơ linh tinh thôi. Đấy, tiếp tục là một cái cánh nữa mà được em giới thiệu chi tiết trong video này. Đấy, đồ nhựa ở xe đây bác thấy này, vẫn còn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, cái giảm giật ở đây thì đang bị tuột mất nhá. Đấy, còn nội thất bên trong đây ạ. Các bác cùng nó xem em đang quay chi tiết để các bác ngắm đây ạ. Phần ghế được thiết kế ra là hai màu. Đấy, sàn mục da có tấm nốt ở trên rồi. Phía sau trang bị hai loa. Trần của xe thì vẫn là trần lý nhá. Tuy rằng nó hơi bẩn một chút và mình có thể đánh qua đi nó sẽ sạch đẹp. Tiếp tục đây thì em sẽ giới thiệu hai cánh bên phụ này. Tiếp tục hai cánh bên phụ nhá. Đấy, keo chỉ cánh đây. Tắp đi tắp đô xe rất là tươi. Đội thất sạch sẽ gọn gàng. Qua mấy thứ mi tinh thôi đúng không ạ? Chứ còn cơ bản của xe rất ok. Cái này mình về mình bỏ đi được nhá. Thì mỗi cái này chỉ mất cả bộ đấy ạ. Cả bộ bốn cái này chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Đấy. Về mình mua hẳn cái mới đi. Đấy, vị trí này cũng hơi bẩn một chút vì bước lên bước xuống đúng không ạ? Bên em là mua bán xe trao đổi là trên toàn quốc luôn và bán đến tầm khoảng 28 Tết các bác nhá. Đến 28 Tết thì lúc đấy thì sẽ bớt đi và sẽ nghỉ dần. Đấy. Còn tất nhiên thì bác nào mà thiện chí chốt thì cận kể cả như nào 29 cũng chốt luôn. 29 bên em cũng bán cho quác luôn. 29 Tết cũng bán luôn. Và đợt này thì đang trong thời gian là dịch bệnh Covid đúng không ạ? Các bác nhà mình nếu ngại không đến xem xe bên em được thì bên em sẽ có chương trình chuyển xe tận nhà các bác nhá. Chuyển xe tận nhà để mình xem. Đấy, xem được thì trả tiền, còn xem mà mình không lấy được thì bên em lại đánh về. Đấy, bên em có chương trình hỗ trợ là như vậy, các bác nhà mình cùng hưởng ứng nhá. Hải Dương tất nhiên thì mình vẫn ra vào vẫn đi lại bình thường. Đấy, nhưng mà đôi khi là các bác ngại thôi chứ còn thì vẫn ra vào bình thường, vẫn đi lại bình thường. Thành phố Hải Dương không phong tỏa, không cấm đường nhá, mình đi lại thoải mái bình thường luôn. Đấy là phần hình thức nội ngoại thất của mẫu xe Hyundai Verna này. Thì bây giờ em sẽ quay phần gầm. Quay luôn phần gầm cho các bác thì mình cùng ngắm. Gầm của xe thì những cái dòng xe Hyundai Verna này thì các bác yên tâm rồi. Cái dòng xe Hyundai gầm rất là khó để mà mục mọt các bác nhá. Đặc biệt là cái dòng nhập khẩu đúng không ạ? Dòng nhập khẩu như này thì thân vỏ rất là tốt, rất là cứng, rất là dày và chắc chắn. Đây, các bác xem này. Khung sườn vỏ xe khá là dày. Bây giờ đến phần khoang máy nhá. Chiếc xe đẹp với giá tiền rất là hợp lý luôn. Các bác hãy alo để có một cái giá tốt nhất các bác nhá. Đấy, động cơ khoang máy của xe đây, động cơ máy 1.3. Đấy, máy của xe rất là gọn và rất là đẹp luôn. Đấy, rất là gọn và rất là đẹp này. Đấy, máy của dòng xe Hyundai này nó rất là tốt các bác nhá. Máy ok, các bác mua mình các bác mua về là mình cứ thế mình chạy thôi. Bên em thì có một số những chiếc xe với tầm tiền như thế này, như là Vios, như là Corolla, như là
Lacetti và một số dòng xe khác nữa các bác nhá. Số rộng mà với tầm tiền hơn 100 triệu cũng rất là nhiều. Thì các bác cứ đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng bên em ở tại đường phố Nguyễn Thờ Trung, đối diện 166 Hồng Châu các bác nhá. Đối diện 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương. Các bác sẽ tới cửa hàng bên em. Số điện thoại liên hệ là số 0938586307 và 0389000555. Hai số chính của bên em đấy ạ. Cả số Zalo ở hai số đó luôn nhá. Và các bác kết nối thêm trang fanpage Facebook Trăm ô tô Hải Dương và Mr. Trăm ô tô cũ thành phố Hải Dương. Kìa các bác thấy đây, có cả thầy chùa đến mua xe kìa. Thầy chùa trên Sóc Sơn nhá. Đấy. Thầy chùa trên Sóc Sơn đến mua chiếc xe mắc lớt màu vàng cát vừa về xong. Thì thầy đến thầy lấy luôn rồi. Đấy, các bác thấy này, cây đào em đẹp không? Cây đào rất to, rất cao và nở hoa rất là đẹp đúng không ạ? Các bác cùng đến và cùng tham khảo nhé. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác.